Chủ đề thứ hai của chúng ta đó chính là về tật xấu của người vợ mà chồng ghét. Trời đất ơi, tật xấu của mình đó hả? Dạ. Nói về tật xấu của em là có hai tật xấu. Một là hay quýnh chồng. Trời đất ơi. Đúng rồi. Cái tật xấu là giống như hay lôi chuyện cũ ra để chửi. Là nhắc lại chuyện cũ hoài. Mỗi lần nói một vấn đề là lôi chuyện cũ ra chửi chửi. Mặc dù chuyện đó giải quyết xong rồi nhưng mà vẫn lôi ra chửi nữa. Hai cái tật xấu của em là chị, cái thứ nhất là không có rồi, nhưng mà cái thứ hai là chị đã sửa được rồi. Ngày xưa chị cũng hay nhắc đến chuyện cũ của chồng á. Tức là đàn ông thì họ khó tha thứ nhưng mà họ dễ quên. Đúng rồi. Nhưng mà phụ nữ mình gọi là dễ tha thứ nhưng mà khó quên. Cho nên những cái chuyện mà làm sai với mình á, mình nhớ hoài luôn. Mình nhớ hoài, mặc dù là người đàn ông đối với họ là mình đã tha thứ rồi, tức là xong rồi, nhưng không, mình nhớ hoài. Đúng vậy đó, thế nên khi gặp lại cái chuyện như thế nữa là mình nhắc lại nữa, thì cái đó là cái không nên thật sự. Em còn em có cái tật xấu là em hay càm ràm. Đúng từ của anh Tùng là anh Tùng bảo em hay lầu bầu. Tức là có một cái vấn đề thôi, ví dụ như là không gấp quần áo. Nếu như mà mọi người không hay càm ràm như em á, mọi người sẽ nói chồng ơi gấp quần áo vào đi. Còn em á là sẽ tại sao anh không gấp quần áo vào? Em đã nói anh từ sáng đến bây giờ rồi. Mà trong khi anh càm ràm, tức là em phải nửa tiếng đồng hồ em nói về cái vấn đề đấy. Như một người mẹ già. Xong rồi em đi ra em đá thấy cái quần cái em lại. Đấy thấy chưa? Anh cứ không gấp quần áo, xong rồi anh kêu em là em cất quần áo của anh ở đâu anh không biết. Tức là có mỗi một cái vấn đề đấy thôi mà em nói sang những cái chuyện khác luôn. Nói thế nào mà cho người đó cảm nhận là người đó phải lên tiếng. Anh Thái là như anh Thái nhà chị là người ít nói nữa. Và ảnh thường hay là đàn ông mà thường những công việc lặt nhặt ở nhà là ảnh cứ nghĩ là hồi trước anh ở với mẹ ảnh thì mẹ ảnh lo cho ảnh hết, rồi bây giờ lấy vợ thì anh nghĩ là cái chuyện đó là một phụ nữ. Ông có cái tính là vô trong cái tủ là với đồ ra vứt vậy đó, thì mình anh ơi tại sao anh là không anh lấy một cái áo thì anh lấy làng hoàng anh giống như cái kiểu mà khó khăn khó nết khó ở gì đó, mình cứ ngồi mình cứ đi theo mình cứ nói anh đấy thôi nha, nhịn đã giờ rồi nha, nói gì nó hoài vậy. Anh đâu phải là phụ nữ đâu mà anh ngồi ở đó mà anh đi, ví dụ như anh mang đôi giày mà anh phải xếp từng chỗ giống như em. Nó không phải, nhưng mà mình cũng phải phụ với vợ một chút xíu gì đó kiểu vậy mà tính là nghe nói. Có nhiều cái mình không nghĩ nó là tật xấu đâu, ví dụ như chị nóng tính lắm. Tức là nếu như mà anh Tùng chỉ cần gọi là sao nhở, mình không biết nịnh chồng á, cái đó cũng là tật xấu đúng không? Không ngọt ngào. Không ngọt ngào ấy. Ví dụ như anh Tùng anh đang tìm một cái gì đấy mà anh không tìm được, cái anh cáu. Hôm nay chủ đề của mình là gì nhỉ? Hay là hôm nay để cho chị lên chủ đề được không? Được. Lâu rồi không nghe tiếng chị lên chủ đề. Ôi gì á? Chị lên món thì tụi em chốt đơn. Lên món là chốt đơn nè. Tại vì là dạo này rất là nhiều người cứ khen chồng chị Đào Hoa. Mà không chỉ là phụ nữ, lại còn có cả đàn ông. Cho nên là câu chuyện là chị đặt ra là giữa cái từ đào hoa ấy với cả từ trăng hoa, giữa hai cái tính từ đấy giống nhau. Khác nhau chứ. Đào hoa có nghĩa là được nhiều người yêu mến. Còn trăng hoa là cái người đó rất là yêu mến nhiều người. Đó, đúng rồi, chuẩn luôn. Đào hoa là có nhiều người thích mình đúng không chị? Đúng rồi. Mà em có bó người ta nói là em đào hoa luôn mà em không thấy ai nói gì thích em vậy hết trơn, không có ai nói ý tức. Không, hầu như là bà coi bói nào bói cho ai bà cũng nói cái từ đó hết. Em cũng vậy mà. Chị cũng đào hoa lắm, đi xem bói cũng đào hoa lắm. Không có ai đâu. Ủa chị Bông, sao chị nhận ra một điều là chồng chị dạo này đào hoa? Không, chồng chị vẫn đào hoa từ ngày xưa đến giờ rồi. Từ hồi xưa là ai rất là đúng rồi. Tùng mê lắm. Đúng rồi. Cái được cái trộm vía nhá, trộm vía mặt cũng ok la. Cũng gọi là có một tí đẹp trai, với lại nhìn cũng men, cho nên là kiểu như mọi người cũng bảo là đào hoa lắm, thế chắc là nhiều người thích lắm. Thì đúng là ngày xưa cũng có nhiều cô thích. Trên Facebook á, thì ai cũng biết là anh Tùng có vợ, nhưng trên Instagram á, là anh Tùng trời ơi mọi người ơi, trên Instagram chồng em là một này, thật sự em mà không, đấy không phải là chồng em nhìn em cũng nuốt nước bọt đấy ạ, 6 múi, xong rồi kiểu cởi chân, xong rồi six pack kiểu rất là cool, xong nhảy nhót, thể thao này nọ, thì mấy em người ta đâu không biết mình thì tất nhiên là nhìn cũng ok la thì cũng nhắn tin hỏi thăm này nọ. Thì có một hôm chị phát hiện ra là nhắn tin trả lời xong còn chat chít với nhau nữa cơ, mà những cái câu chuyện chả liên quan đến nhau. Ví dụ như là bạn gái đấy nói là hôm nay anh làm gì, thì trả lời là hôm nay anh đi tập, hôm nay anh đi làm, xong rồi nhắn hỏi lại thế em ở quận mấy. Tức là cứ hỏi nhau qua lại những cái câu như thế, nó vô thưởng vô phạt. Nhưng mà mình nghe mình lại thấy khó chịu. Tại cái thời điểm đó là em thấy ông này trăng hoa, không được rồi, lăng nhăng rồi, không ok la rồi. Là xong lúc đấy là phải xử lý. Nhưng mà hóa ra là chỉ bởi vì là không có người nói chuyện. Thứ nhất là bởi vì anh Tùng vào Sài Gòn thì không có bạn, vào Sài Gòn vì chị thôi. Mà không, bây giờ không nói chuyện với chị thì thôi. Chị cũng gặp cái trường hợp là ví dụ như anh Thái thường hay lai dạo cho mấy người con cái đồng nghiệp khác. Thường là mình sẽ là người nói chuyện với mấy người đó, mà anh Thái thì thường lai rồi anh nói em tấm này em đẹp quá, anh tương tác. Tương tác. Ai nhờ vậy? Đâu có nhờ đâu má ơi, tự nhiên vô cái thấy vừa Thái lai, cái mình cảm giác như là nó cũng hơi bỡ ngỡ là tại sao mình cái đó để em đi, rồi tại sao anh lại like vô cái tấm hình đó. Nhưng mà biết là những cái cô đồng nghiệp đó thì anh nói là cái này giống như tương tác, giống như qua lại thôi, em đừng nghĩ gì hết. Nhưng mà có những cái thì những cái tấm hình nó hơi bị show quá, hiểu không? Dạ, khó chịu liền. Nếu mà nói về Đào Hoa hay chồng em thì chắc chưa tới cái độ tuổi để mà gọi là thích những người khác. Lúc nào cũng bên em là bên Insta này, bên Insta là đăng hình vợ con từ trên xuống dưới luôn, từ lúc mới lập Insta luôn. Xong rồi bên Facebook cũng vậy, từ trên xuống dưới tầng hình vợ con. Lúc nào cũng là vợ con. Em thấy cái đăng mà 60 đấy thôi, hỏi 60 người đầy đủ hết trơn rồi. Thí dụ như có ai mà mua hàng á, thí dụ hồi xưa em mua hàng Khánh á, xong rồi nhắn thêm hỏi mấy câu anh đang làm gì dạ, đang định bán đúng không, xong block luôn. Sao vậy? Chốt đơn xong hết rồi hỏi thêm con anh đang làm gì dạ thôi đó, là xong cái block tao luôn, không bán luôn. Là sợ kiểu ấy, kiểu giống như sợ em suy nghĩ hay gì. Mà nhưng mà em nói với mấy người chị lớn tuổi hơn thì mấy chị đó kêu là mày đừng có chủ quan, tại vì mốt nó sẽ tới một cái tuổi nó sẽ là muốn khám phá mọi thứ, nó sẽ muốn đi ra ngoài thế giới. Không có nghĩa là bây giờ thì tại vì nó đang cái gì cũng em hết, nhưng mà ví dụ đi mình cũng phải biết cách như thế nào là với chồng mình chứ. Mà mình có kiểu như vậy nha, sẽ tới lúc nha nó gặp một cái gì đó mới lạ nha, nó tìm hiểu, lúc đó mới mời. Tùy từng độ tuổi nó sẽ có những khác, nó khác, gọi là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Còn chuyện của em thật ra thì em không có vấn đề gì kiểu Đào Hoa chăn hoa gì hết, tại vì ông nhà em là luôn rạch ròi mọi thứ, ổng thẳng luôn những bạn con gái add Facebook không bao giờ accept. Ổng từng up status luôn mà, tại vì ông nhà em là kiểu là thu hút cả trai lẫn gái. Xong mỗi lần nhắn tin là chỉ là ổng rạch ròi luôn, ổng không trả lời hoặc là còn accept đúng không, ổng vô đấy. Cái nhiều khi em cũng hỏi là ủa sao thấy nhiều người add Facebook anh quá mà không, anh nói có quen biết gì đâu add. Là cơ bản cái quan trọng nhất đầu tiên là nó là con gái, ổng làm thẳng luôn con gái anh không hạn xếp. Thế là trên Facebook toàn trai ấy hả? Thì cũng có trừ thì là dù có những bạn dù hoặc là biết, hoặc là những cái bạn thì hồi xưa giờ có friend với nhau rồi thì thôi. Còn lại là hôm bữa bạn đã up một cái status luôn là có hai lý do mình không accept Facebook. Thứ nhất bạn là con gái, cái thứ hai bạn là con gái mà bạn đẹp nữa, mình càng không add nữa. Mọi người lên Facebook ông nhà em là kéo lại sẽ thấy cái status đó. Quốc dân. Chồng em unfollow hết, chừa lại mình em theo trào lưu quá chị. Cái trend mà chỉ follow mình em trên cuộc đời này đó. Chồng em làm ở Insta, ở Facebook đâu dám làm đâu. Nếu mà nói từ Đào Hoa không phải là chỉ đàn ông mới Đào Hoa nhá, phụ nữ cũng Đào Hoa nhá. Đúng mà. Tức là trước khi mà em lấy chồng á là cũng rất là nhiều người thích em. Cái người cuối cùng em chọn là chồng em thì chuyện sau này không nói, nhưng mà trước đấy là rất nhiều người thích. Và cái việc mà mình nói chuyện với người này người kia nó là cái câu chuyện mà vô thưởng vô phạt, nó chỉ là cái câu chuyện nói qua nói lại, người ta hỏi mình trả lời thôi. Mình không thể nào bất lịch sự là thôi kiểu không nói chuyện. Vì có nhiều người mình có thể block luôn được như là Khánh nhà em, nhưng có những người liên quan đến công việc của mình á, mình không thể nào không trả lời họ được đó. Thế cho nên là cái chuyện mà Đào Hoa nó để chuyển sang trăng hoa thực ra nó còn phụ thuộc vào cái người đối tượng bên cạnh mình nữa. Đúng rồi. Bởi vì khi mà giống như là anh Tùng hay là Khánh có người nói chuyện đúng không, nhưng nếu mà lúc đấy bản thân mình mất bình tĩnh, mình làm căng lên á thì hơi câu chuyện thì cái câu chuyện nó làm đứt dây luôn á, đúng không? Mình tổn thương lắm luôn. Giống như nếu như mà em là hồi trẻ là em sẽ sồn lên liền, ai phải kể ra. Nhưng mà cái lúc đó nhà bẵng đi mấy giờ các em mới nghĩ là em sẽ không hỏi liền ngay cái lúc mà em phát hiện. Mấy ngày sau có nghĩa là khi mà vợ chồng đang bình thường với nhau thôi, trong buổi tối các em mới hỏi vấn đề đó. Thực ra là như thế này này. Chị hay nói trêu anh Tùng câu em có thể tin anh, em không tin đứa nào ở bên cạnh anh hết. Em không tin đứa nào ở bên cạnh anh hết. Đó, mình có thể tin chồng mình nhưng mà những người bên cạnh mình không tin nha. May là sao ông chồng em, những cái người bạn bên cạnh chồng em á đều là những người tốt và những người đàng hoàng. Tại chồng em ít bạn lắm. Bạn có chọn lọc. Nhiều khi là cái mối quan hệ vợ chồng á, nó ảnh hưởng cũng nhiều khi là do bạn tốt hay bạn xấu nữa đó. Rồi. Em từng gặp rất nhiều luôn. Thì đen gần đèn thì sáng. Ngay lộn phát một ra là mấy anh em bắt đầu dù anh em ok, còn mấy người kia bắt đầu rủ rê, nó chuyển sang vấn đề khác luôn. Đúng rồi. Cho nên còn mình cũng phải nương theo cái cách đó mà mình cư xử. Với kiểu mà mình mà cứ vậy hoài thì rõ ràng là người ta sẽ kiểu bị nhiều khi càng nản. Nó sẽ có những cái thôi. Ô, nghe sợ ghê luôn á. Em không biết sau này mình sẽ xử lý như thế nào nếu như mà biết chồng mình đào hoa không? Bây giờ nhìn chồng em có cũng bắt ke sao sao đó, nó cũng chưa có được. Chồng em chị thấy rất là vô tư, vô âu, không có suy nghĩ cái gì hết, rồi là lúc nào cũng ở gần bên em nữa. À, bát Facebook Messenger gì em giữ trơn quá. Vì lúc chán luôn, vì lúc em giả bộ cái ghen, làm đào hoa cho tôi ghen. Cái nhiều lúc mình nghĩ trong cái tâm mình muốn là trời ơi, Khánh ơi, không mấy cái làm cái gì cho vui vui, thử coi giả bộ xạo vậy thôi để cho cái cuộc sống nó muôn màu nhưng mà nếu như biết chồng mình đào hoa thì mình phải biết cách giữ chồng mình mà ngăn cái chuyện từ đào hoa biến thành trăng hoa, đúng không? Mình phải cách xử lý chứ. Như vậy mới giữ được cái hạnh phúc của gia đình. Biết cách xử lý là sao vậy? Đó, em đang quan trọng vô đó. Tại vì từ đó giờ em lúc nào em cũng chủ quan là sẽ không có gì hết. Sao mà để không có cái cớ, có nghĩa là không có một cái cớ gì mà có thể là xuất phát từ một, nói chung là sẽ có một cái phía gì đó. Ví dụ như đàn tại sao chồng mình trăng hoa, tại vì cũng là do bản thân mình không biết chăm chút, không biết kiểu quan tâm. Nhiều lúc chồng mình thì cũng muốn nói chuyện với mình, cái mình cũng hơi mệt quá, hay là mình làm những cái thái độ mình không có vui, hay là mình cứ tỏ ra cọc cằn, mình mà giận cái chém thớt hay là mình như thế nào. Thì đàn ông thì khi mà họ thấy được là sao vợ mình dạo này kỳ quá, mà những người con gái khác thì lúc nào cũng muốn hỏi thăm ảnh, rồi lúc nào cũng tươi trẻ hơn này nọ, nhưng mà ảnh luôn lúc nào cũng nghĩ gia đình. Mà tại sao mình là người phụ nữ của gia đình lại không biết kỹ với người đàn ông, lúc nào cũng cọc cằn lên. Mình cũng cảm thấy là khó chịu khi mình gặp một người chồng mà lúc nào cũng cọc cằn, hay là lúc nào cũng kiếm chuyện với mình. Thì mình cũng nghĩ như vậy, thì chồng mình cũng vậy thôi. Nguyên nhân ngay đầu tiên là mình phải hỏi bản thân của mình, là mình nhìn nhận bản thân mình trước. Đúng rồi. Vậy bây giờ mình sẽ chốt vấn đề rằng là đào hoa khác trăng hoa, đúng không? Đúng rồi. Vậy thì để không chuyển sang từ đào hoa đến trăng hoa thì trước tiên, thứ nhất là chị em phụ nữ phải hết sức là bình tĩnh này. Đúng rồi. Đúng không? Khi gặp chuyện đó là phải hết sức bình tĩnh. Thứ hai là tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Đúng rồi. Tức là mình lúc nào cũng phải trách mình trước xem là mình có làm gì sai để cho người chồng của mình trăng hoa như vậy hay không. Còn nếu mà tính tình của nó trăng hoa là lên đường luôn thì thôi, đây cái đấy nó là định mệnh rồi, cái đấy nó là định mệnh. Trăng hoa là không thay đổi được. Đúng rồi, không thay đổi được. Nếu mà đào hoa mà mình phải biết kìm lấy bản thân, nếu bản thân mình muốn là mình sẽ thành trăng hoa, còn mình không muốn thì mình vẫn là đào hoa. Đúng. Ủa, hay ghê không? Hay quá, tại người chót đơn. Chủ đề thứ hai của chúng ta đó chính là về tật xấu của người vợ mà chồng ghét. Trời đất ơi, tật xấu của mình đó hả? Dạ. Nói về tật xấu của em là có hai tật xấu. Một là hay quýnh chồng. Trời đất ơi. Đúng rồi. Tật xấu là giống như hay lôi chuyện cũ ra để chửi. Là nhắc lại chuyện cũ hoài. Mỗi lần nói một vấn đề là lôi chuyện cũ ra chửi, chửi mặc dù chuyện nó giải quyết xong rồi nhưng mà vẫn lôi ra chửi nữa. Hai cái tật xấu của em là chị, cái thứ nhất là không có rồi, nhưng mà cái thứ hai là chị đã sửa được rồi. Ngày xưa chị cũng hay nhắc đến chuyện cũ của chồng á, tức là đàn ông thì họ khó tha thứ nhưng mà họ dễ quên. Đúng rồi. Nhưng mà phụ nữ mình gọi là dễ tha thứ nhưng mà khó quên. Cho nên những cái chuyện mà làm sai với mình á, mình nhớ hoài luôn. Mình nhớ hoài, mặc dù là người đàn ông đối với họ là mình đã tha thứ rồi, tức là xong rồi, nhưng không, mình nhớ hoài. Đúng vậy. Đó, thế nên khi gặp lại cái chuyện như thế nữa là mình nhắc lại nữa, thì cái đó là cái không nên thật sự. Còn em có cái tật xấu là em hay càm ràm. Đúng từ của anh Tùng là anh Tùng bảo em hay lầu bầu. Tức là có một cái vấn đề thôi, ví dụ như là không gấp quần áo. Nếu như mà mọi người không hay càm ràm như em á, mọi người sẽ nói chồng ơi gấp quần áo vào đi. Còn em á là sẽ tại sao anh không gấp quần áo vào? Em đã nói anh từ sáng đến bây giờ rồi. Mà trong khi anh càm ràm, tức là em phải nửa tiếng đồng hồ em nói về cái vấn đề đấy. Như một người mẹ già. Xong rồi em đi ra em đá thấy cái quần cái em lại, đấy thấy chưa, anh cứ không gấp quần áo, xong rồi anh kêu em là em cất quần áo của anh ở đâu anh không biết. Tức là có mỗi một cái vấn đề đấy thôi mà em nói sang những cái chuyện khác luôn. Nói thế nào mà cho người đó cảm nhận là người đó phải lên tiếng. Anh Thái là như anh Thái nhà chị là người ít nói nữa, và ảnh thường hay là đàn ông mà thường những công việc lặt nhặt ở nhà là ảnh cứ nghĩ là hồi trước anh ở với mẹ ảnh thì mẹ ảnh lo cho ảnh hết, rồi bây giờ lấy vợ thì ảnh nghĩ là cái chuyện đó là một phụ nữ. Ông có cái tính là vô trong cái tủ là với đầu ra vứt vậy đó. Thì mình anh ơi tại sao anh là không, anh lấy một cái áo thì anh ấy làng hoàng, anh ấy giống như cái giảm khi cái kiểu mà khó khăn khó nết khó ở gì đó, mình cứ ngồi mình cứ đi theo, mình cứ nói anh ấy thôi nha, nhịn nãy giờ rồi nha, nói gì nó hoài vậy. Anh đâu phải là phụ nữ đâu mà anh ngồi ở đó mà anh đi, ví dụ như anh mang đôi giày mà anh phải xếp xếp từng chỗ giống như em, nó không phải, nhưng mà mình cũng phải phụ với vợ một chút xíu gì đó kiểu vậy mà tính là nghe nói. Có nhiều cái mình không nghĩ nó là tật xấu đâu, ví dụ như chị nóng tính lắm, tức là nếu như mà anh Tùng chỉ cần gọi là sao nhở, mình không biết nịnh chồng á, cái đó cũng là tật xấu đúng không? Không anh ngọt ngào, không ngọt ngào ấy. Ví dụ như anh Tùng, anh đang tìm một cái gì đấy mà anh không tìm được, các anh cáu, không cáu với mình mà anh cứ kiểu cái nọ đá thúng đụng nia, xong rồi kiểu hậm hực mà trong khi hai vợ chồng chuẩn bị đi ăn đi chơi á, cái tự nhiên hậm hực mất cả vui, xong mình kiểu cáu cứ áo nhau cái áo đồng có vậy không? Màng cái chuyện mà bận đồ hay là cái gì đấy là đường mà mệt khổ đây luôn mà trong khi mình là phụ nữ mình không bao giờ nói rằng em không có gì để mặc, mà chồng chả có quần áo gì để mặc cả, trong khi đôi lúc suốt trên ra luôn á, đang hờn mà đang giỏi mà vùng đi ra như người ta là sẽ thôi được rồi chồng ơi đi ăn đi rồi nên nó không, chị không điểm sao ấy điên à, tao ngược lại luôn. Tức vậy là đàn ông nó lại bực hơn nữa. Tức là cái câu chuyện đang chả có gì, nhẽ ra là cứ thế thôi xong rồi hai vợ chồng đi ra ngoài thôi là xong rồi. Nhưng không, chị sẽ không im mồm đâu, chị sẽ kiểu làm sao đấy, điên à, thần kinh à, không đi nữa, ở nhà, không vui thôi ở nhà đi, đi làm gì? Người phụ nữ mình khi mà có chồng rồi là bị cái bệnh đó đó. Gặp những người yêu nhau, trời ơi anh ơi bình tĩnh lại không có gì đâu, thì mình lấy nhau rồi mình hồn không cho bị gì vậy hả? Xong rồi ý sao vậy, kiểu vậy ông cầm cái áo ông quăng xuống đất một cái, anh ném mặt em này, anh ném mặt em này. Cũng là cái câu mà anh bị cái gì anh bị sao vậy, là cũng là cái vấn đề của hai vợ chồng em cũng gây lộn luôn. Cọc cái kiểu như là đơn giản thì giống như mà thanh niên đó chuyên gia vậy nè, suốt ngày tìm bóp, tìm chìa khóa xe, cái gì cũng tìm. Nhưng mà em nói chị ví dụ đi, cái chìa khóa xe nó chỉ trong phạm vi ở ngay cái bàn trang điểm thôi, bạn tìm nha em ơi, không có có điên không? Mà tại sao cái chìa khóa xe trước mặt chỉ cần dở cái này lên riết mặt, hồi đầu em nói có tìm chưa, anh tìm hết rồi, anh tìm hết rồi. Ê những hoàng tử lú lẫn đấy, những hoàng tử lú lẫn bị mù đó, mở lên cái này cái gì đó, anh sao anh không hiểu anh làm sao nữa, ý chang luôn. Thì trong cái gì đó nó bự trình ình như vậy luôn nè, em dí cái đầu sái luôn mà thấy cái gì không? Mà cái lúc nói cái câu đó bỏ đi rất nhanh chị, tại vì sao em đánh bỏ đi rất nhanh. Đúng rồi, sao đúng rồi, cái lúc mà sái nhiều nha, chạy veo. Bởi vì anh không có em là anh không làm việc gì hết, mọi cuộc đời của anh là dành cho em. Đúng rồi, mà nhiều lúc mình nghĩ trong đầu là những cái đó rất là nhỏ nhặt, mình nghĩ là anh sẽ tìm ra được, mà cuối cùng anh cứ ở đâu vậy em, không thấy. Anh ơi ở trên cái chỗ đó em lại để sẵn rồi, ghé ngửa rồi loa không thấy gì hết. Ảnh thì có cái bệnh là nếu mà không tìm ra được chỗ thì ổng quạo, vẫn không thấy. Thôi để em lên, để em lên. Cái này chị em mình giống như những chị Google ấy nhở, cứ tìm cái gì là phải lên search chị Google, mặc dù chưa tìm nha, chưa hề tìm, chưa hề đụng tay tìm đã. Vợ khẩu trang đâu vợ, mà trong khi trên bàn lúc nào nó cũng luôn ở đấy chứ không phải là không luôn ở trên bàn chứ chưa bao giờ nó di chuyển ra cái chỗ nào được hết á, mà cứ phải vợ ơi khẩu trang đâu, hỏi mà quạo luôn á, hỏi 10 câu trước khi ra khỏi nhà, vợ ơi khẩu trang đâu, vợ ơi mũ bảo hiểm, vợ ơi giày. Nhiên luôn. Cái mà em nghĩ là tụi mình khắc phục á là phụ nữ tụi mình hầu như mắc phải là cái gì càm ràm. Đúng rồi, không có đàn ông là thích hết á. Có đàn ông là thích không ta? Ví dụ ngày 1 ngày 2 nhưng mà em cứ về hoài, ví dụ nhiều khi nha, ví dụ Khánh nó còn bây giờ đang rảnh, nhưng mà ví dụ sau này Khánh công việc khác đi á, đi làm về ta ngày nó mệt. Bận rộn thì người ta về người ta muốn gặp vợ mình, người ta vui vẻ ăn cơm với nhau mà mình càm ràm á, trời ơi là đó có chuyện chắc là càng ngày càng như vậy nè. Nếu như mình muốn càm ràm, mình hãy nghĩ rằng là mình hãy càm ràm bằng một bài hát. Ví dụ như là chồng ơi hôm nay đi đâu sao lâu thế không? Hiểu không? Đấy là không khí nó khác liền. Chào anh em đứng từ chiều sao anh đi chế dây nè. Trời ơi á. Chị ơi mình chốt ha, vậy là những tật xấu mà nên bỏ nhất là càm ràm. Đúng rồi. Tất cả phụ nữ nào cũng có tật xấu này hết. Chúng ta có thể chuyển tới một cái phần tips nào đấy ngày hôm nay được không? Tips Tiếp. Thấy ai có điểm nhấn ngày hôm nay nè? Trời ơi, ai còn ai ngoài ai ở đây nổi bật nhất cái khu vực này? Đấy, cười là thấy chưa làm kiểu này mới chưa đó. Đó, giờ nó là tạo dáng liền. Đấy, các bạn có thấy hôm nay là mình có một cái điểm nhấn đúng không? Đó là cái nơ. Đúng rồi, hôm nay em thắc mắc từ đầu chương trình luôn á. Em thắc mắc từ đầu hoài, mở ra mình sẽ thấy được là cái khăn không những là mình làm được rất là nhiều kiểu đúng không? Là nơ nè hay là tràng cổ, mà mình còn có thể sử dụng decor, có thể cột tóc hay là mình có thể làm trên túi xách. Ví dụ hôm đó mình bận một cái đồ rất là nhẹ nhàng thì mình có thể tăng điểm nhấn. Đúng rồi, tăng điểm nhấn ở trên đầu của mình hay là cổ hay là một cái túi xách mình đem theo. Đó, sẽ làm cho mình đẹp hơn. Tiếp ngày hôm nay chị sẽ giới thiệu cho mọi người một cái khăn. Đây là mình có khăn mùi xoa 60-60. 60-60 là 60-60 là khăn xoa 60-60cm. 60cm. Bây giờ mình sẽ trang trí ở trên cái quai túi cho nó có điểm nhấn. Ông trời tạo ra điểm chấn. Và cái khăn trên túi là điểm nhấn. Tăng 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 tăng. Đúng rồi đó, khi mà chị làm là mọi người cứ làm vậy để cho cái mình thêm cái điểm nhấn như vậy đó. Ok, đây là cái giỏ. Mình cột ngay đây lại. Sát vô. Khăn này nó có tác dụng mỗi lần mình xách túi tay mình đổ mồ hôi nó sẽ thấm vào khăn đúng không chị? Nói chung mình đi đâu phụ nữ mình phải cần có khăn. Cột nó lại, mình cột nó lại. Rồi duyên dáng chưa? Đúng là tìm duyên dáng. Như vậy thôi thì mình đã có một điểm nhấn rất là dễ thương. Ông trời tạo ra điểm chấn. Và cái khăn trên túi là điểm nhấn. Tăng 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 tăng. Bây giờ giới trẻ cũng thường hay dùng những cái khăn này để mình cột hai vòng ở trong cái tóc của mình đó. Kiểu vintage đây đúng không? Để em cột cho chị nha. Ok. Ok. Ok là với một chiếc khăn như thế này chúng ta có thể cột rất nhiều kiểu thưa quý vị và các bạn. Đầu tiên có thể cột với phong cách rất là trẻ trung và hồng hài nhi. Cột quấn quanh một cái cột tóc nửa vòng như này, cột một cái nơ nhẹ. Đó, ok nè. Đó này cũng quà chứ đi. Rồi thêm một cách nữa nha. Vẫn là cái khăn này mình cột vào cái búi tóc nhưng mà mình cột nhẹ ở dưới như thế này nè. Mình mặc váy á, trông nó sẽ rất là vintage và rất là nhẹ nhàng. Trong trường hợp mà mình quên không mang dây cột tóc á, là mình có thể cột như này nè mọi người. Thì nhớ khi đã cột vào rồi thì mình kéo cái tóc ở trên này cho nó hơi phồng nhẹ thì nó sẽ điệu đà và nó sẽ xinh hơn. Thấy chưa? Rất là nhiều kiểu. Những lúc mình đi đâu mình lạnh á, mình bị thường cái mùa này thì trời á, thường hay mưa mà mình có thể dùng để mình ấy cổ gì vậy. Khăn đang đẹp đấy em đi đâu không đây đang thử cột về cái tóc em coi xem nó sao. Cái khăn là giống như cái xa xỉ của chị em mình đúng không? Không, chị thích yêu khăn lắm. Khăn này mũ đầu á chị. Đó, nếu như mà cái khăn đủ dài á, mình cột từ trên xuống dưới này, mình sẽ tạo một cái nơ ở đây á, cũng rất là xinh. Nó sẽ kiểu hơi bô, hơi miêng một chút á. Đây chị tiếp tục đi ạ. Đó là những cái mẹo mà để mình có thể dùng từ khăn. Wow, vậy là xong bữa nay em với chị sẽ cùng nhau lên mạng order hai cái khăn 60-60 về nha chị nha. Và ngày hôm nay còn một tip nữa, đó là mình sẽ lựa chọn những cái loại trang phục làm sao mà để che được cái điểm yếu hay gọi là nhược điểm đùi to của một số chị em. Mình biết là sau khi sinh xong thì chắc chắn là chị em sẽ gặp một số vấn đề nó rất là nhạy cảm như thế. Thì đây là một số item. Trong quá trình mà bông làm stylist á, thì có rất là nhiều khách hàng gặp phải vấn đề này. Và một trong số đó chính là Huỳnh Tú, ca sĩ Huỳnh Tú. Là Tú luôn luôn cảm thấy tự ti bởi vì là có cái phần hông khá là to. Cho nên là cái việc mà lựa chọn quần jean cho Tú ấy, ngoài những chiếc quần suông rất là đơn giản và nó quá là phổ biến trong cái việc là che được cái khuyết điểm là đùi to rồi đúng không? Thì có thể mình sẽ chọn những chiếc quần cạp cao như thế này. Ta gọi nó là quần Becky hoặc là quần boyfriend hoặc là quần... dead jean, tức là quần mommy jean, tức là quần kiểu hơi vintage một chút mà nó sẽ có cái phần bo ở ống như này. Và chính vì cái phần eo nó cạp cao và nó ôm về phía trên ấy, thì cái phần hông nó sẽ làm một cách rất là tự nhiên cho chúng ta trở thành một cái đường oval rất là đẹp, che được cái phần đùi to. Và bên cạnh đó thì cũng có thể lựa chọn những chiếc quần ống loe, nhưng mà tuyệt đối chú ý là nếu mà đùi mình đã to ấy thì cái phần loe nó phải hơi xuông một chút, chứ nó không phải là ôm sát vào người rồi nó xòe ra ở dưới, đúng rồi. Mà nó phải có một cái độ thuôn nhất định như này, rồi nó hơi xòe nhẹ ở dưới thì nó mới làm cho chân mình dài hơn đó. Còn nếu như mà những ai mà đùi hơi to một chút nhưng mà cái phần chiều dài của chân nó vẫn khá là ổn định á, vẫn ok chị ạ, tức là vẫn ổn định, thì mình có thể lựa chọn những cái phần chân váy. Mà nếu như mà ai thích mặc váy mà không phải là mặc quần á thì mình vẫn có những cái loại váy mà nó có thể che được cái điểm nhấn này. Đó là mọi người có thể lựa chọn những chiếc váy nó có phần, nó gọi là phần wrap qua, nó có những cái tà chéo nhau như thế này này, nó có cái bố cục là đan chéo nhau ở phía trước á. Thì thực ra cái chân váy này nó không phải là một cái chân váy mà nó quá cắt sâu, mà bình thường một cái chân váy chữ A nó cắt sâu hơn một chút xíu nữa thì nó sẽ làm cho cái đường chân của mình nó chia ra thành chiều dọc và nó sẽ làm chân mình nhỏ hơn. Đó, thì những cái phần mà chân váy như thế này nó sẽ ăn gian được cái phần đùi to của mình. Bên cạnh đấy thì những cái phổ biến nhất như là chân váy chữ A hay là chân váy xòe á thì cũng có thể che được khuyết điểm bởi vì nó dài. Tuy nhiên là không phải ai cũng mặc được, bởi vì là những cái chiếc chân váy dài quá đầu gối như thế thì lại phải những người có chiều cao và cái thân hình nó khá là cân đối. Chứ còn nếu mà mình đã thấp rồi mà đùi mình còn to nữa mà mình mặc những chiếc chân váy chữ A thì rất là không nên. Như thế thì nó càng làm lộ khuyết điểm của mình hơn. Ok, đó là tips ngày hôm nay của chúng ta để kết thúc chương trình. Wow, vậy là hôm nay chúng ta có 2 tips luôn.